Tử vi về ngày 26 tháng 1 âm lịch, Bính Thìn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 26 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn cập nhật được những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 26 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 26 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức ngày 9 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Bính Thìn, tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Thủy. Ngày Bính Thìn thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ và tuổi Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Các tuổi bị xung khắc với ngày là tuổi Mậu Tuất, tuổi Nhâm Tuất, tuổi Nhâm Ngọ và tuổi Nhâm Tý. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ, cầu thân. Ngoài ra, còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng hay khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 26 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 26 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa là thiên tai, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày còn có phúc tinh giáng chiếu, cho nên tuổi Tý có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi
tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Bính dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng hay nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Sửu. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày còn có thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nên có những cơ hội tốt, gia chủ cần nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình những vật phẩm phong thủy như minh quang, pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Bính dương hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn là trong ngày có cát tinh, phúc tinh chiếu mệnh, đem lại những may mắn trong công việc. Phúc tinh giáng chiếu tương đồng với việc trong ngày bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Bính dương hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày này, cần phải cẩn trọng hết sức về các mối quan hệ ở phía xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không hề đáng có. May mắn trong ngày này có Thái cực chiếu đến bản mệnh. Đây là một ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc, đạt được những thành quả đáng mong muốn. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những khung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh những va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp Bính dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có những kết quả tốt hơn. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được những vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được những sự cô độc. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để có thể hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Bính dương hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh những xung đột ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Trong ngày còn có các tinh thiên lộc chiếu đến,
là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần phải biết nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hung tinh, thiên la địa võng, chủ về bệnh tật, lao ngục chiếu mệnh. Cho bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được làm những việc liên quan đến pháp luật và cần làm việc thiện để lấy cát hóa hung. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp Bính xung hỏa là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ rằng mình vẫn còn có những người thân ở xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý vì hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh. Cho nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý những lời mời hay nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông và thuận lợi hơn. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Bính dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là một ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mùi. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. May mắn còn có Kim Dư chiếu mệnh. Đây là cát tinh phú quý. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày có Văn Xương quý nhân chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử để đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông, thuận lợi. Vậy nên trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn và bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Bính dương hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần chú ý về lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày có Thiên Ất quý nhân và Thái Cực đóng mệnh. Đây đều là những ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Đồng thời, gia chủ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có những kết quả tốt hơn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế
đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để có thể hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp bính dương hỏa là chính tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc. Công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày có thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được những vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Trong thời điểm này, những gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn và tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 26 tháng 1 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến và đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn và đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.